đồng là một trong những linh vật quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong năm Giáp Thìn 2024. Rồng được coi là biểu tượng của quyền lực, sức mạnh và may mắn. Rồng, linh vật của năm Giáp Thìn 2024. Trong văn hóa Việt Nam, rồng là linh vật được tôn vinh nhất, biểu tượng cho sức mạnh, quyền lực và may mắn. Rồng được miêu tả với hình ảnh uy nghi, tráng lệ, thể hiện sự cao quý và oai hùng. Năm Giáp Thìn 2024, linh vật rồng lại càng thêm phần quan trọng. Người ta tin rằng rồng sẽ mang lại may mắn và thành công cho mọi người trong suốt cả năm. Rồng không chỉ là linh vật của năm mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và phát triển. Rồng trong văn hóa Việt Nam không chỉ đơn thuần là một linh vật. Hình ảnh rồng đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt, trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn quốc gia. Với sự xuất hiện của rồng trong năm Giáp Thìn 2024, hy vọng rằng mọi điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam. Rồng, linh vật của sự mạnh mẽ, may mắn và thịnh vượng, chắc chắn sẽ mang lại một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc bạn một năm mới tràn đầy may mắn và thành công. Linh vật rồng ở Huế trong năm Giáp Thìn 2024 thực sự độc đáo và đầy ý nghĩa. Linh vật rồng tại Huế được tạo hình từ các họa tiết, bảo vật cung đình gắn liền với giá trị lịch sử văn hóa và con người cố đô. Để làm ra cặp linh vật rồng này, cần đến 50 người miệt mài làm và tạo hình trong khoảng thời gian dài. Mỗi linh vật rồng có chiều cao 7m và dài 35m. Linh vật rồng ở Huế không chỉ đẹp mắt mà còn đậm chất văn hóa và nghệ thuật. Hai con rồng được bố trí đối xứng, tạo nên hình thái vòng tự nhiên với ý đồ lưỡng long chầu nguyệt, hướng về bia quốc học, thể hiện khát vọng phồn thịnh của thành phố Huế. Cặp linh vật rồng ở bia quốc học được tạo hình với các họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa cung đình, kiến trúc trên các mái lăng tẩm và cung điện nhà Nguyễn. Với sự tinh tế và độc đáo trong thiết kế, linh vật rồng tại đây là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, thể hiện độ độc đáo và phong cách riêng biệt của văn hóa Huế. Chúc bạn một năm mới tràn đầy may mắn và thành công!